Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một tin tức ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, Mã Lai, Philippines, Ấn Độ, vân vân và vân vân. Thì Ấn Độ không phải là một nước ở Đông Nam Á nhưng mà nhiều nước ở Đông Nam Á cũng đang sôi nổi về vấn đề này cộng với đất nước Ấn Độ thưa quý vị thì có thể nói rằng tin tức cho biết hiện nay các nước này đang khang hàng coi như là cháy hàng và có thể nói là đang tung hô một cái loại thuốc mà có thể mở ngoặt chữa trị Covid-19 thưa quý vị thì trên màn hình đó là thuốc ivermectin có thể nói đây là một cái loại thuốc mà chỉ dung sáng hay chỉ sáng lại cho con người thưa quý vị thì có thể nói rằng khi mà đau bệnh quá nặng thì người ta vái tứ phương và các quốc gia như Ấn Độ Indonesia Mã Lai Philippines đã bị một cái cơn đại dịch Covid-19 tác động quá lớn, có thể nói là Thái Lan hiện nay trên 80.000 người nhiễm bệnh, có thể nói là con số khá khủng khiếp. Và trên 700 người tử vong. Còn xin thưa Ấn Độ là trên 20 triệu người nhiễm bệnh và đã có trên 200.000 người tử vong thưa quý vị có nói con số tử vong cũng kinh hoàng và ở đây thì chúng tôi cũng không muốn có một cái sự tranh cãi vì nhiều báo chí cũng đã đưa tin là Ấn Độ cố tình khai gian khai thấp cái con số tử vong có những bài báo ước tính con số tử vong lên tới hơn 400.000 người hoặc là cái số nhiễm bệnh cao hơn nhưng mà chính phủ Ấn Độ đã cố tình khai thấp xuống và cũng không nói rõ là bị biến thể Delta, thưa quý vị. Đây là một cái biến thể mà nó có thể nó chống lại và nó không bị ảnh hưởng bởi những cái vaccine chống COVID-19 đối với nó, thưa quý vị. Thì tin tức được tung hô về cái thuốc Ivermectin vừa qua, thưa quý vị, có thể nói rằng báo chí ở các quốc gia đó họ nói rằng đó là một cái thứ mà thần dược tiếng Anh gọi là Miracle Cure thì quý vị có thể thấy trên màn hình là một bài báo nghiên cứu về cái thuốc Ivermectin này hiện nay đang là nóng bỏng ở Indonesia ở Malaysia ở Ấn Độ vân vân khi mà có những cái biến chủng biến thể Delta đang lan tràn thì có thể nói rằng có một số người bệnh một số ông bà nghị viên hoảng sợ trước cái việc mà bị dịch Covid-19 và đã đi tới bệnh viện và bệnh viện từ chối thưa quý vị bệnh viện coi như là có những triệu chứng nhẹ cho nên họ trả về gia đình thì có những ông bà nghị viên như thế không có thuốc để mà uống cho nên đã ra ngoài nhà thuốc và nghe tin đồn, tin nghe lóng là thuốc Ivermectin có thể chữa trị được Covid-19. Thì đây là một cái loại thuốc mà chị dung sáng lại trong ruột của con người thôi quý vị. Thì có một bà nghị viên mua về uống thử thuộc cái dạng gọi là vái tứ phương và sau khi uống 5 ngày thì bà bỗng nhiên đỡ bệnh. Thế là bà tuyên truyền tung tin nói rằng bà đã kiếm được thần dược Ivermectin. Từ đó là câu chuyện nó lan truyền ra ở Ấn Độ, ở Indo, ở Malaysia và có thể nói là nhiều nhà thuốc đã cháy hàng. Thì một vị thuốc uống 5 ngày trị giá tương đương khoảng 17 đô la và người này truyền tay người kia có thể nói rằng, cho rằng đây là một cái thần dược Sau khi mà quý vị nhớ là năm ngoái Nhiều báo chí, báo đài, thông tin, báo chí đã tung tin uh, thuốc trị uh, sốt rét colokin Đã có thể chữa được uh, COVID-19 Tuy nhiên, đó chỉ là một loại thuốc hạ sốt, hạ nhiệt Trị sốt rét Và nhiều đời cũng đã sử dụng hydroxychloroquine Thì đúng là phước chủ mai thầy Có những vụ hên thì được lành bệnh Còn không hên thì đi ra nghĩa địa Cũng không ai biết thưa quý vị Đó là một trong những cái huyền thoại Về hydroxychloroquine Và cũng đã làm cháy hàng Ở nhiều quốc gia khác nhau Thì trong cái tháng năm vừa qua Và tháng 6 Thì bỗng nổi lên cái loại thuốc anti parasitic ivermectin này. Thì có thể nói rằng uh, tin tức loan truyền một cách nhanh chóng đến cả cơ quan y tế thế giới như WHO hay là các tạp chí y khoa hàng đầu của thế giới như Lancet và sau đó thì họ đã có những cuộc uh, thử nghiệm một cách cấp tốc để mà coi coi cái thuốc Ivermectin này có thật sự là chống được Covid-19 hay không. Chẳng hạn như tờ báo y khoa Lancet đã cho 45 người bệnh ở Argentina chấp nhận uống thử thuốc Ivermectin. Thì cái kết quả cũng không rõ ràng thưa quý vị. Nói chung là họ không thấy có cái gì mà giống như là một cái loại mà người ta tung hô là thuốc thần, thuốc thánh trị được Covid-19. Thì nói chung, sau khi uống 45 người này thì cũng chưa có ai chết. Và họ được thử máu để mà tìm kiếm các thành phần thì họ thấy là cái nồng độ của con coronavirus nó có giảm thưa quý vị. vị. Nhưng mà giảm không nhiều Và đặc biệt là nếu mà trong vòng 5 ngày Mà uống ivermectin đó, Thì nó có thể giảm nhiều hơn Tức là khi mà mới phát hiện khởi bệnh Thì uống ivermectin Thì có thể là Có giảm chút đỉnh thưa quý vị Tuy nhiên theo uh, Cơ quan y tế thế giới WHO thì họ nói rằng uh, thuốc trị uh, dung sáng lãi này hay trị dùng sáng hay còn gọi là điều warming truck thì có kết quả là không rõ ràng thưa quý vị. Không thể kết luận được inconclusive. Thì đó là cái nhận định của cơ quan y tế thế giới. Còn đối với những người dân mà quá khổ coi như là phải vái tứ phương và không còn cái ghế hay cái giường để nằm trong bệnh viện vì bệnh viện quá tải gửi về nhà cho nên họ liều mạng uống thử thì như tôi có nói có những ông bà nghị viên uống sau đó bỗng nhiên bớt bệnh hoặc là lành bệnh gì đó thì lại tung hô lên thì đó là câu chuyện về cái gọi là thần dược ivermectin thì đối với các nước quá khổ thưa quý vị chẳng hạn như philippines indo malaysia ấn độ thì người dân bây giờ xin thưa quý vị là nếu mà trúng bệnh thì cũng không có thuốc để mà chữa trị do đó họ đành chấp nhận phải uống theo những cái tin đồn những cái huyền thoại thưa quý vị có những người bệnh chỉ vài ngày trúng Covid-19, bỗng nhiên tắt thở, chết không rõ nguyên nhân. Và có những người trúng Covid-19, bệnh kéo dài vài ba tháng, nằm với máy trợ thở, rồi sau đó lại thoát chết thưa quý vị. Có thể nói là triệu chứng của cái dịch bệnh Covid-19 này nó rất thất thường và không ai có thể tiên đoán được. Có những người bị dịch chúng bệnh covid biết chín nhưng mà không chết thoát chết nhưng mà có những người khỏe mạnh chúng thì lại chết thưa quý vị nói chung là rất khó hiểu và y khoa thế giới hiện nay họ cũng chưa hiểu cái cơ chế để mà dập dịch thưa quý vị và xin thưa quý vị là như vậy nhiều quốc gia tưởng là dập dịch được xong đợt một ngừng một thời gian bùng ra đợt hai rồi tiếp tục dập dịch rồi giảm xuống tưởng là xong một thời gian bùng ra đợt ba thưa quý vị rồi tiếp tục dập dịch tiếp tục à, giãn cách cách ly phong tỏa được một thời gian tưởng đâu xong một thời gian bùng lên đợt thứ tư rồi quý vị có thể nói là giống như chơi trò ú tim hai bên con người và con coronavirus lẫn trốn trốn tìm chơi ú tim cho nên rất là khổ các quốc gia hiện nay nhiều quốc gia đang ở cái đợt dịch thứ tư và rất là loay hoay thưa quý vị và cơ quan cdc của hoa kỳ cũng đã lên tiếng cảnh báo đất nước hoa kỳ là trong vòng hai tháng nữa thì biến chủng Delta nó sẽ quay ra nó hoành hoàn nước Mỹ. Vì hiện nay biến chủng Delta đã xuất hiện ít nhất ở bốn tiểu bang của Hoa Kỳ. Và đó là gây ra một cái sự rất lo sợ cho những cái đợt dịch sắp tới. Càng lúc càng mạnh nữa quý vị. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi nói rằng Hoa Kỳ đã tháo bớt không bắt buộc đeo khẩu trang đối với những người đã chích hai mũi vaccine phòng chống COVID-19. Thì một lần nữa chúng tôi nói rằng cái thuốc Ivermectin này thật sự thì cũng không ai biết là thần dược hay không thần dược nhưng mà đối với những người không còn hy vọng gì cả thì có được một vài loại thuốc nào đó coi như là phước chủ mai thầy hơn thì họ bất bệnh thì họ phải tung hô thưa quý vị nói chung đây là một cái thông tin rất mới về cái dịch bệnh covid 19 thì chúng tôi xin chia sẻ cho quý khán thính giả khắp nơi về cái tin tức loại thuốc mở ngoặt thần dược mới đóng ngoặc ivermectin thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quang Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả gặp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.